Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay lại là một ngày nghỉ cuối tuần ở nhà của mình. Mình lại lên một cái vlog ấy, xem là một ngày cuối tuần ở nhà của mình ấy thì mình sẽ làm những gì. Thường thường là vào những ngày nghỉ ấy thì mình cũng hay ngủ dậy một chút. Ngủ dậy cái là mình gấp chăn rồi đi đánh răng, chuẩn bị nấu ăn bữa trưa đây. Bữa trưa của mình ngày hôm nay thì có gói hào hào đây, mình cho vào xào cùng với cải thảo, trứng và thêm ít đồ hải sản đây. Thì không phải nói điều gì chứ mình sang bên Nhật hơn 5 năm rồi, thì hầu như đa số các gia vị mì tôm mình đều ăn của Việt Nam hết. Bởi vì là gia vị của Việt Nam rất hợp với người Việt mình. Và sau một hồi đồ ăn ấy thì món mì xào của mình xong rồi. Món mì hào hào xào với hải sản kèm với rau cải thảo trứng nhá. Mời tất cả mọi người ăn bữa trưa của mình nhá. Nói chung là lâu lắm mình mới ăn mì xào đây. Hai gói mì hào hào kèm thêm ít rau cải thảo, thêm ít trứng, thêm ít hải sản nữa bà. Ăn ngon tuyệt vời luôn. Món hải sản đấy là hải sản đông lạnh nhá. Ở bên sách Nhật thì hải sản tươi cũng có, hải sản đông lạnh cũng có. Hải sản tươi đông lạnh ấy thì cũng đều cho tổ đá hết, cho tổ đá đến lúc ăn ấy lại bỏ ra dạ đông. Mình thì thỉnh thoảng mình hay mua những cái đồ làm sẵn này về lúc nào xào lấu ấy, nên cứ bỏ ra xào rất là tiện, mình không phải chế biến nhiều nhá. Ăn uống dọn dẹp xong hết các thứ rồi ấy, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài cửa hàng mua chút đất về trồng rau của mình nhá. Thì hôm vừa rồi các bạn nào đó bình luận hỏi là cái củ hoa ly hôm nọ mình mua thế nào rồi ấy, thì hôm vừa rồi mình mua được bao đất, cái chậu đây, mình về mình trồng ra. Hiện tại là hoa ly của mình đang lên rồi nhá. Hai chậu là hai bầu hoa khác nhau, thì đợi đến khi nào ấy mà hoa ly nó nở đẹp ấy thì mình sẽ quay cho mọi người xem đấy. Thì hàng ngày trời nắng mình mang ra ngoài mình phơi nắng nhá. Hôm nay trời mưa ấy thì mình để trong nhà đây. Hồi trước 3 năm đầu mình vẫn sinh sống làm việc ở dưới tỉnh Yamaguchi ấy, thì ở dưới đây có mảnh vườn nên là hàng năm mình trồng rau được. Khi mình chuyển lên tỉnh Ibaraki được 2 năm ấy thì cũng có mảnh sân, đâm ra mình cũng đi mua đất, mua chậu về trồng rau ở sân. Nhưng mà khi mình chuyển nhà lên ký túc ở trên Tokyo đây ấy, thì ở trên đây thì mình chỉ có một hành lang trống thôi, hành lang được một chút, nên là mình cũng tính là mua chút chậu về trồng hoa rồi trồng thêm ít rau sống nhá. Mặc dù hiện tại ngoài trời vẫn đang mưa ấy, nhưng mà công việc thì vẫn công việc thôi, vẫn phải đi nhá. Ngoài trời thì cũng đang hơi âm u đây, căn bản là cũng mưa phùn mấy ngày hôm nay rồi. Nhiệt độ hiện tại mình vừa xem thời tiết ấy thì đang là 6 độ C nhá. Ngoài trời cũng khá là buốt, khá là rét. Sang bên Nhật đây, nếu ở công ty mọi người có mảnh đất trống hoặc là có mảnh sân ấy, mọi người tận dụng, mọi người trồng rau được ấy, thì mọi người lên trồng rau nhá. Trồng ít rau Việt Nam, rau sống, rau mùi, rau thơm bạc hà ấy, là ăn thoải mái luôn. Bởi vì những cây rau đấy thì ở ngoài siêu thị của Nhật thì rất là ít bán hoặc là hầu như là không bán luôn. Phải nói thực sự là mỗi khi trời mưa đấy, đi ra ngoài đi làm hoặc đi chơi ấy cũng rất là ngại luôn. Và sau tầm cỡ khoảng độ hơn chục phút di chuyển ấy, thì hiện tại thì mình đã đến cái nơi địa điểm siêu thị bán rau rồi. Sang bên Nhật đây, nếu mọi người muốn mua giống rau, giống hoa hoặc là đất để trồng ấy thì mọi người có thể mua ngoài các siêu thị nhé. Hoặc là ngoài ra mọi người cũng có thể đến các lâm trại đây. Người ta bán rất nhiều các dụng cụ trồng trọt, các cái cây ăn quả giống, cây hoa giống, người ta bán sẵn rồi. Như những cái chậu hoa mình đang quay cho mọi người xem đây. Hoa thì có khá nhiều loại khác nhau. Giá của một cây hoa ở đây ấy, thì đồng giá là 163 yên, tương đương với cỡ khoảng độ là hơn 20.000 trên một cây hoa giống nhá. Hoa thì có rất nhiều loại, nhưng bạn nào mà muốn rẻ ấy, thì mọi người có thể là mua giống, mua đất về tự trồng. Hoặc là mọi người ngại trồng ấy thì mọi người có thể mua những cây hoa người ta trồng sẵn đây. Chậu có sẵn rồi, hoa có sẵn rồi ấy, mọi người chỉ cần mua về mọi người tưới nó lên thôi. Hoa thì rất nhiều giống hoa đẹp luôn. Họ bán rất là nhiều nhá. Các cái dụng cụ trồng trọt, phân bón, rồi là đất, thuốc sâu, thuốc si là người ta bán đầy đủ cả luôn. Đợt vừa rồi ở ký túc xá cũ ở tỉnh Ibaraki ấy, mình vẫn còn tổng cộng là hơn chục cái chậu trồng hoa, nhưng mà mình cũng không mang lên Tokyo nhá. Căn bản là mình nghĩ lên Tokyo ấy không có đất trồng nên là mình cũng không mang lên. Nhưng thời điểm hiện tại thì là ở hành lang của mình ấy thì có một chút chỗ trống, mình cũng muốn mua thêm ít chậu về để mình trồng. Bây giờ mình đi mua bao đất và mua thêm ít chậu nhá. Giống rau ở nhà thì mình cũng có rồi. Đây các cái củ khoai tây, khoai lang người ta cũng làm giống đây này. Những cái bao đất mọi người trồng rau củ quả đây rất là nhiều.
Đây là các loại đất rồi là mùn để mọi người có thể mua về ủ để trồng hoa nhá. Như ở Việt Nam mình thì có đất vườn, đất ruộng ấy, nhưng bên Nhật mọi người muốn có đất trồng rau thì mọi người phải đi mua đất nhá. Đất này thì người ta cũng ủ sẵn rồi, người ta làm sẵn rồi. Đất chuyên trồng rau củ quả nhá. Một bao đất mình đang quay cho mọi người xem đây là bao đất 20 lít nhá. Nặng bao nhiêu cân thì mình không rõ. Nhưng bao này có giá là 657 yên đây. Mình sẽ mua một cái bao 20 lít này. Bên đây thì mình thấy có bán chậu luôn. Thực ra là ở hành lang của mình cũng hơi nhỏ ấy, thì mình cũng mua tầm cỡ khoảng độ 2 đến 3 cái chậu nhá. Cái chậu này lúc nãy mình tham khảo qua ấy, thì là chậu 7 lít nhá. 7 lít thì 7321, mà cái bao đất kia là 20 lít ấy, thì mình sẽ mua tầm cỡ khoảng độ 3 chậu này về. Một bao đất to kia ấy là vừa đủ cho 3 cái chậu này. Mình sẽ lấy 10 bao đất và thêm 3 cái chậu nữa. Giờ mình đi thanh toán đồ đạc đây. Đấy. はい。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 
101 yên nhá. Mang chậu rửa đất về để đi chợ mua đồ ăn nhá. Bình thường ấy là mình sẽ đi chợ ở cái siêu thị gần chỗ nhà mình ấy. Hôm nay đi ngang qua đường đây, bắt gặp một cái siêu thị nên là mình rẽ luôn vào siêu thị này mình mua đồ luôn nhá. Bình thường là trời đẹp ấy thì mình sẽ dẫn mọi người đi chơi đi dạo ngắm cảnh ấy. Nhưng mà do hôm nay trời mưa, mình cũng chỉ đi loanh quanh đi mua sắm được thôi. Và cái siêu thị này tên của nó là Benny nhá, Benny Super. Super có cái này siêu thị rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy giỏ, mình sẽ dẫn mọi người vào mua chút đồ nhá. Thực ra ở nhà thịt thà của mình ấy cũng có rồi. Mình cũng chỉ vào mua chút rau, chút đồ ăn vặt thôi. Hoa quả thì trên thực tế ở nhà mình cũng có rồi nên mình cũng không mua. Đi đến gian hàng rau nhá. Củ cải thì thực sự là nó rất là rẻ mọi người ạ. Một cái củ này mọi người mua mọi người có thể ăn được vài bữa. Giá một củ chỉ có 171 yên thôi. Nhưng mà thực ra là mình cũng không thích ăn củ cải cho lắm. Củ cải này nếu mà thái sợi phơi khô xào với thịt mình ăn được ấy. Nhưng mà để mà ăn tươi thì nó hơi mùi, mình cũng không ăn được nhá. Cũng khá lâu rồi mình không mua cái rau mizuna này. Thực ra cái rau này người Nhật người ta hay dùng làm món trộn. Nhưng mà mình mua về mình nấu canh nhá. Nấu canh ăn cũng rất là ngon. Giá một túi rau mình đang quay cho mọi người xem đây cũng rất là rẻ thôi. Giá chỉ có 106 yên cả thuế nhá. Bên cạnh đây thì có lá hẹ này, rau cải, dưa chuột. Dưa chuột thì hầu như là hàng tuần đi chợ mình sẽ đều mua theo bịch hoặc là mua dạng rời nhá. Mua dạng rời đây thì cứ 79 yên trên một quả. Còn mua theo bịch đây thì người ta có giá là 258 yên trên một bịch 3 quả nhá. Mình sẽ mua một bịch về. Thường thường đấy thì mình hay mua cái dưa chuột này về. Kiểu mà hôm nào mình ngại nấu canh, nấu rau ấy thì mình bỏ dưa chuột ra ăn thôi. Cũng khá là tiện lợi nhá. Về rau củ quả bên Nhật đây thì cũng rất đa dạng các loại hàng hóa này. Mùa này ở bên Nhật Bản ấy cũng đang là mùa dâu tây nhá. Mùa này thì ở bên Nhật người ta có những cái vườn dâu tây, người ta cho mọi người mua vé, mọi người vào ăn thoải mái nhá. Cứ ăn trong phạm vi 1 tiếng 2 tiếng ăn thoải mái luôn. Ăn cảm giác trong vườn dâu sẽ rẻ hơn khi mọi người đi mua ở ngoài siêu thị nhá. Cũng khá lâu rồi mình không ăn dâu tây. Thì tiện thể người ta đang bán đây, thấy giá cũng tương đối rẻ nên thì mình sẽ mua nhá. Loại dâu tây mình đang quay cho mọi người xem đây chỉ là loại dâu tây dạng chuột nọc thôi, dạng là dạng nhỏ nhá. Giá cho một hộp là 430 yên nên là mình sẽ mua hộp, hộp cả xanh cả chín. Quả xanh thì mình có thể về chấm muối, quả chín thì mình có thể ăn với sữa hoặc là ăn không nhá. Bên đây thì toàn quả li ti li ti này, mình sẽ mua cái hộp nhiều quả ấy đi. Đấy, hộp nhỏ xíu thôi. Dâu to thì có rất là nhiều nhưng mà những cái loại dâu nhỏ này thì giá thành nó sẽ rẻ hơn nhá. Nếu mà những bạn nào thích ăn giá đỗ ấy hoặc là ăn các loại lấm ấy thì mọi người sang vào Nhật đây đúng bài luôn. Trong các siêu thị Nhật đây thì người ta bán cũng rất nhiều các loại lấm khác nhau, thao hồ được chọn nhá. Bản thân mình thấy thì hơn 5 năm ở Nhật rồi thì về các cái giống rau ở Nhật đấy thì cũng có rất nhiều loại rau giống Việt Nam. Rất nhiều loại rau thì khác Việt Nam nhá. Nhưng mà nói về mùi vị ấy thì ăn thường thường là sẽ không được ngon bằng rau Việt Nam mình. Các loại rau cải cúc, cải chít rồi là các loại cải thường ấy ăn mùi cũng khác nhá. Mình sẽ đi mua thêm một cái súp lơ đó. Súp lơ ở siêu thị này cũng tương đối to ấy mà giá cũng khá là rẻ nhá. Giá chỉ có 139 yên trên một cái súp lơ thôi. Ở phía bên trong cái gian hàng người ta bán sữa chua đấy thì người ta hay để những cái lọ men tiêu hóa này nhá.
mọi người thi thoảng mà bụng yếu các thứ ấy, thì mọi người cũng có thể mua cái này về, mua dạng theo bịch hoặc là mua dạng theo túi như là ok nhá. Một cái bịch, một cái túi mình đang quay cho mọi người xem đây là được 10 hộp to này, 65ml hộp nhá, giá 10 hộp là 268 yên, giá cũng tương đối rẻ thôi, uống nó chua chua, gọi chung là tiêu hóa tốt nhá. Gọi chung là thi thoảng mình mới mua một chai để uống. Gian hàng mình đang vào đây là gian hàng bán rượu bia nhá. Nói về rượu bia bên Nhật thì có rất nhiều loại, nhiều mẫu mã khác nhau. Loại lặng có, loại nhẹ có. Thường thường bên Nhật đây người Việt Nam mình nhậu ấy là hay ra mua những cái chai to to này. Đấy, về bắt đầu là pha nhá. Pha ra bắt đầu uống. Mình đang tính là sang bên đây mua một chai nước ngọt mình uống nhá. Nước cam Fanta rồi là Coca-Cola giống của Việt Nam mình. Nhưng mà cái nước mình hay mua thì mình hay mua nước trà chanh này. Uống kiểu cảm giác là nó không có nhiều đường cho lắm ấy, mà nó cũng không có ga, kiểu nó đỡ hại sức khỏe. Mình đang tính là đi mua thêm một hộp trứng nữa. Một tuần thì mình sẽ ăn hết cỡ khoảng độ một hộp trứng 10 quả nhá. Có tuần thì mình ăn mấy quả thôi, mà có tuần thì mình ăn 2 hộp vẫn còn thiếu. Trứng ở đây thì cũng có trứng rẻ, trứng đắt nhá. Cái loại trứng mình đang quay cho mọi người xem đây là 10 quả này. Trứng size M giá là 205 yên, cả thuế nhá. 205 yên được 10 quả trứng đây. Đồ đạc mọi thứ thì mình cũng mua xong rồi. Bây giờ mình mang đi thanh toán đây. Mình mới chuyển đến Tokyo ấy, nên là mỗi tuần mình sẽ đi một siêu thị khác nhau nhá. Siêu thị nào giá cả hợp lý ấy, thì mình sẽ lựa chọn để mua. Đấy cũng là một cái cách để cho mọi người tiết kiệm được chi tiêu khi mọi người sinh sống và làm việc ở Nhật nhá. Ngày hôm nay đi chợ ấy thì mình mua được một mớ rau này, một bịch dưa chuột, một bịch trứng, một cái súp lơ, một chai nước ngọt này. Bên đây là một hộp dầu tây, kèm thêm một bịch men tiêu hóa nhá. Và đây là một chai nước nhỏ nhỏ đây. Tổng hóa đơn của mình mua hết là 1.734 yên trên số đồ này nhá. Đi chợ mua đồ đạc xong rồi ấy, bây giờ mình sẽ đi về trồng ít rau rồi nấu cơm bữa tối nhá. Tình hình là đi chợ về nhà ấy, là trời cũng tối om rồi, ngoài trời đang mưa to nhé. Tranh thủ trời vừa mới tối ấy, mình đang mang ít giống rau đây. Giống rau này mình mang từ dưới Ibaraki lên nhé. Vẫn còn giống rau thì là này, giống rau mùi và thêm một số loại giống rau nữa nhé. Cái đất của họ bán đấy hầu như đa số toàn là đất mùn nhé. Đất mùn rất tốt. Đấy, mình cứ đổ đất ra xong mình rắc hạt giống vào, mình tưới nước lên là ok thôi. Một bao đất to ấy, vừa mình đổ ra ấy, là được vừa đủ 3 chậu đây, rất là hợp lý. Đây vừa mình nục ra ấy, thì còn bọc rau mùi này, rau thì là này, đây là húng quế, đây là lá tía tô và đây là mùi tàu nhá. Giống rau là giống rau Việt hết mọi người nhá, bởi vì thường thường là những cái rau mùi rau sống này ở bên Nhật thì họ không có giống nhá, họ không có rau này luôn, nên là phải mua giống rau của người Việt người ta bán bên này ấy, để trồng nhá. Ở ngoài trời cũng đang mưa lạnh ấy, nên là mình sẽ che tạm tà báo vào. Đến khi trời lắng ấy, bắt đầu mình lại bỏ ra nhá. Giờ gọi là để cho ủ thôi. Đây chính là đồ ăn bữa tối của mình đây. Mình có món thịt bắp đùi ấy, mình bỏ ra ướp với giả ướt để mình hấp nhá. Còn bên đây là súp lơ mình cho luộc này, hoa quả tráng miệng đây. Mình thì đã ướp cùng rất nhiều vị rồi, kèm thêm một ít mắm tôm nữa. Cái món này thực sự mọi người là ăn rất là ngon nhá. Ăn có chung là cảm giác giống cái món giả cầy ấy. Mọi thứ xong hết rồi ấy, bắt đầu là lớp cuối cùng ấy là mình sẽ phủ xà ớt lên. Món xà và món ớt là hai cái món rất quan trọng trong cái món này nha. Mọi thứ mình cứ xong hết ấy, mình cũng cuộn tròn vào, mình dùng luôn cái dây xà mình quấn vào luôn nhá. Món này thì mình có thể cho vào nồi luộc ấy, hoặc là mình dùng cái đĩa này cho nồi hấp thế này. Hấp thế này ấy, thì mình sẽ giữ được nguyên chất hơn nhá.
Và đây chính là món thịt hấp của mình đây. Thường thường người ta hấp ấy là người ta có dây người ta buộc vào, nhưng mình không có dây ấy, mình dùng cái xài xả nên là khi mình luộc thì nó bị bung ra đây. Món hấp này thì có phải gọi là bao phê bao ngon luôn. Bình thường cái món này mà có đầy đủ dây dợ, mình buộc chặt nó vào xong mình luộc kỹ tí ấy, đến lúc mình luộc xong là nó dính vào nhau, cảm giác thành một cái miếng to nhìn rất là ngon luôn. Đây mình thái, mình buộc lỏng ấy thì thái xong nó sẽ bị vụn nhá. Thái thành cái thịt nhỏ nhưng mà nói chung là có mùi xả, mùi ớt, thêm mùi mắm tôm vào nữa, tuyệt vời luôn. Và sau một hồi nấu ăn ấy thì bữa cơm tối của mình cũng xong rồi đây. Món súp lơ luộc này, rồi là thịt bắp đùi hấp xả ớt kèm nước chấm, đây là món dâu tây trắng miệng nhá. Tình hình là bữa cơm tối của mình xong rồi, mời tất cả mọi người ăn cơm tối của mình nhá. Bữa cơm tối đơn giản nhưng mà rất là ngon miệng nhá. Món thịt này thì mọi người rảnh rỗi mọi người cũng nên làm thử nhá, rất là ngon. Thường thường ở miền Bắc gọi là cái món giả cầy nhá. Đây mình làm không chuẩn bài thôi nhưng mà đại khái là cái mùi vị cũng giống giống. Cái món thịt bắp đùi mình mua được ở cửa hàng Trung Quốc đây, thịt là thịt của cả bì nhá, rất là ngon. Ăn cái bì của nó dai dai mà thấm thêm cái vị của mắm tôm, xả ớt nữa, cay cay, thơm thơm xong rồi xả. Thường thường là một tuần ở bên Nhật đây mình nấu tầm cỡ khoảng độ 2-3 bữa canh nhá. Quả chung là bữa canh là bữa rau xen kẽ nhau. Ăn phải có thịt có rau cho đủ chất nhá. Mình hồi trước là mình đi làm ấy, một tuần là mình làm theo kíp nhá, cứ làm 4 ngày 2, thì hiện tại thì mình làm theo ca rồi, làm từ thứ 2 thứ 6 xong rồi đến thứ 7 chủ nhật nghỉ nhá. Hồi trước cứ 4 ngày nghỉ 2 ngày đâm ra là rất là nhanh. Mình thấy cũng có khá nhiều khán giả xem video của mình ấy, bảo mình là ăn uống ở mình ấy cảm giác thấy buồn. Nhưng thực tế thì cái cuộc sống ở Việt bên đây ấy, thì đa số mọi người thích ở riêng mọi người nhá. Mọi người thích ở riêng một nhà, ở riêng thì không ai động chạm với ai cả, ăn uống ngủ nghỉ thế nào thì tùy thôi, cảm giác thoải mái chứ không buồn chán thế nào đâu. Với lại là mình cũng sang bên Nhật mình ở hơn 5 năm bên này rồi, thì có chung là mấy năm đầu thì ở cùng anh em cái lúc đông vui ấy, mà sau này dần dần thì mình chuyển công ty mới thì mình ở tách riêng ra hai người, thì hiện tại thì mình chuyển ở riêng một người rồi, ở một người thoải mái lắm, ăn uống ngủ nghỉ các thứ là mình tùy mình làm nhé. Bọn mình ở bên Nhật đây thì người Nhật người ta ăn Tết Dương ấy, nên là Tết Dương bọn mình cũng được nghỉ rồi. Đợt vừa rồi bên Việt Nam mình ấy là Tết âm, Tết Nguyên Đán ấy, thì anh chị em mình ở bên Nhật đây thì mọi người lại đi làm nhá. Nhưng mà năm nay được cái là ngày 30, ngày 1, 2 ấy, là nó vào ngày thứ 6, thứ 7 chủ nhật, nên là đa số mọi người làm theo ca từ thứ 2, thứ 6 ấy, thì mọi người đều được ở nhà ngày nghỉ cuối tuần nhá, mọi người chung Tết. Còn chung là sang Nhật hơn 5 năm rồi, cái Tết thứ 6 rồi ấy, năm đầu tiên mình được một cái Tết như này, là thứ 7 chủ nhật ở nhà được nghỉ cho nó gọi điện về nhà nhá. Tổng cộng là 6 cái Tết xa nhà rồi, 6 cái Tết âm, 6 cái Tết dương mình không được ăn Tết ở nhà nhá. Căn bản là mình sang bên Nhật là từ đợt cuối năm 2018 ấy, thì bắt đầu sang khoảng một thời gian ấy thì là đến Tết dương, xong rồi là đến Tết âm, thế là đến bây giờ là 6 Tết rồi, 6 cái Tết là không ăn Tết cùng bên gia đình, không ăn Tết bên Việt Nam rồi. Và chung là trong năm nay thì mình xét dự tính là mình về Việt Nam ấy, mình cũng có chia sẻ những video trước rồi, nhưng mà thực ra là cái lịch trình của mình là bao giờ về thì mình vẫn chưa rõ nhá. Trong năm nay mình sẽ về chơi. Cũng có khá nhiều anh chị bảo mình ấy là đi sang Nhật lâu rồi ấy, về nhà chơi, về nhà thăm gia đình đi. Thực ra thì mình là mình cũng muốn về rồi ấy, nhưng căn bản là mình có cái mục tiêu của mình ấy, mình đặt ra mục tiêu rồi, nên là đến cái khoảng thời gian này mình mới về được ấy thì mình mới về. Thế còn thời điểm hiện tại thì về nhà nó chuyển ra mọi người là cái kinh tế nó vẫn chưa ổn định đấy, nên là mình vẫn muốn cố thời gian nữa. Thì thực ra là dạo này cái kênh YouTube của mình nó bị mất tương tác nhá, đang bị mất đề xuất đấy. Cũng có khá nhiều anh chị thắc mắc ấy, bảo tại sao dạo này ít ra video thế mà không ra thường xuyên. Thực ra là kênh của mình ấy thì lượt xem có nhiều trước ấy, mình cứ đăng lên một tối ấy, đến ngày hôm sau là được cỡ khoảng độ gần chục nghìn view một video. Nhưng thời điểm hiện tại thì mình đăng lên nguyên một ngày ấy, cũng chỉ được có khoảng độ vài nghìn view thôi. Cái lượt xem nó thấp ấy, đâm ra mình cũng lản nhá. Bởi vì thời gian để mình tạo ra được một video cho mọi người xem ấy mất khá nhiều thời gian. Mình phải nghĩ nội dung, sau đó mình đi quay về mình chỉnh sửa rồi bắt đầu mình mới đăng lên cho mọi người xem được. Nhưng mà khi mình đăng lên ấy thì lượt xem không có nhiều. Hồi trước thì thực ra mình làm ấy, làm video đây là hàng tháng mình có thu nhập mà.
làm ra video có nhiều lượt xem thì mình sẽ có nhiều thu nhập, thì mình có cái kinh phí để mình tiếp tục duy trì ấy. Nhưng mà nếu mình không có nhiều kinh phí ấy, thì chỉ lâu lâu mình mới ra được thôi. Như hồi trước mình mới làm YouTube ấy, là làm vì đam mê. Nhưng mà làm càng ngày càng nhiều, mọi người biết đến nhiều thì mình phải làm ra nhiều chủ đề hơn. Mình phải đi đây đi đó, đi kia ấy, để mình đầu tư các thứ ra để mình quay video. Thời gian là một vấn đề rồi, nhưng mà thêm tiền bạc đó, mình phải đầu tư cả tiền ra ấy, thì mình mới đi quay được thức phim cho mọi người xem. Nên là cái việc mà mình đăng video lên ấy, mình làm video lên mà không có người xem ấy, thì tất nhiên là doanh thu nó không có. Nhiều lúc mình bỏ tiền ra để mình đầu tư làm video ấy, nhưng mà cái tiền doanh thu không có, đâm ra là mình cũng ngại, mình không dám làm nhé. Bởi vì là làm mất công sức cũng không được cái gì cả. Thì mình cũng thấy có khá nhiều anh chị ấy bảo mình là cứ đặt nặng vấn đề về tiền làm gì cho mệt người, cho đau đầu ra. Nhưng mà trên thực tế là mình đi quay video ấy, mình đâu có quay miễn phí đâu. Mình bỏ rất nhiều thời gian nhá. Chứ nếu mà bảo mình đi quay video vất vả mà không có cái nguồn thu nhập ấy, thì thà mình chơi còn hơn, chơi cho đỡ khỏe. Đây mình tranh thủ thức ngày, thức đêm, rồi là ngày rỗi, ngày nghỉ mình dành hết thời gian mình đi quay video. Sau đi quay video mình lại không có tiền, mình không có doanh thu, hoặc là ít doanh thu ấy, chẳng được cái gì cả, đâm ra mình cũng lản nhá. Thì cái việc mình đang đi làm YouTube, mình đang đi quay video cho mọi người xem ấy, nó cũng giống như kiểu một người đang kinh doanh thôi. Một người kinh doanh, người ta mở cửa hàng ra, người ta đầu tư tiền ra để buôn bán ấy, mà thua lỗ hoặc là không thu được lại cái nguồn vốn ấy, tất nhiên là người ta sẽ chán, người ta phải bỏ, chứ không ai mà làm mãi được. Bản thân mình cũng vậy thôi. Tất nhiên là mình làm sẽ không phải miễn phí, mà mình bỏ rất nhiều thời gian, công sức cộng cả tiền mình ra. Mà giờ mình bỏ ra ấy mà lại không có được xem, mình lại không có doanh thu, thì tất nhiên là mình cũng phải bỏ rồi. Đấy, thì mình cũng biết là mình sẽ làm YouTube được đến bao giờ, nhưng mà mình làm đến một thời điểm nào đó ấy, mà khán giả quả thực là không xem kênh của mình nữa, khán giả không xem video của mình nữa, thì lúc đấy mình sẽ bỏ nhá. Bởi vì là không ai có thể là gắn bó mãi nghề được, ai cũng vậy thôi, ai cũng chỉ có một thời thôi, mình cũng vậy mà. Hiện tại thì cũng muộn rồi, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích ấy, thì đừng quên để lại cho mình lượt like video, cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư với lại ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.